Kính thưa quý khán thính giả, trong vụ việc tại bưu điện Cầu Voi và vụ án mạng đối với hai nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân đang ngày càng bộc lộ những tình tiết mới mà xem ra trước đây các cơ quan điều tra, cơ quan công tố và tòa án đã không tính tới. Qua một số bút lục, đặc biệt là bút lục 399 thể hiện rằng dường như đã có một người ngồi uống trà và ăn gì đó ngay ở chân cầu thang để rồi cùng trò chuyện thân mật với Hồng, nhưng sau đó đột nhiên ra tay hành động. Trong bút lục 399 cũng thể hiện rằng ngay lối lên lầu 1 có một khay nhôm nằm ở bậc cầu thang thứ 4 và một tách uống trà nằm ở bậc thang thứ 3. Vị trí tách cho thấy có người nào đó đang uống nước và thói quen sợ bể ly hoặc đổ nước, nên người ta thường để tách ly nếp vào để tránh lối đi. Còn cái khay nhôm kề bên thì có một cái bọc ni lông màu vàng, trong khay có một số vật màu trắng và xanh. Cái khay này hoàn toàn có thể để gọn sát bậc thang thứ 5 cho vững, nhưng khay nằm trên bậc thứ 4 chỉ 2/3. Như vậy là có hoạt động đang diễn ra và có ai đó đang vừa uống nước vừa làm gì đó với cái khay và ngừng lại nửa chừng, chứ không phải đây là chỗ để quen thuộc. Thêm một yếu tố, lối lên cầu lầu là chỗ ngủ của Hồng, tại sao cửa lên lại bị khóa khi mà cửa chính thì không khóa? Tại sao khoảng 21:30 cho đến 22 giờ anh Nguyễn Văn Thu dân phòng lại thấy lầu 1 sáng đèn? Vậy vụ án thực sự xảy ra lúc nào? Cũng cần phải lưu ý rằng cái tách uống nước nằm ở phía bên trái của cầu thang và cái khay nằm ở bên phải. Dường như với thói quen của những người cầm tay trái uống nước thì đó là vị trí thuận lợi, bởi vì không ai để ly nước ở bên ngoài tay nơi mà mình không thuận thế. Từ vị trí này chúng ta có thể tưởng tượng rằng một người ngồi ở bậc thang thứ 3 vừa ngồi vừa ăn cái gì đó ngay trong chiếc khay có màu trắng và màu xanh. Có người nói đó là hột mít, có người nói đó là những vật dụng khác. Nhưng tựa chung lại đều có thể coi rằng đó là đồ ăn nhẹ, đồ ăn chơi. Dường như cho tới thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra không nói trong khay và trong bọc đó đã từng chứa gì, và những dấu vết ngay tại chân cầu thang có vẻ đã bị bỏ qua. Tuy nhiên, hiện trường chứng minh rằng tất cả những người có mặt tại vụ án hôm đó rất thân quen trong sinh hoạt hàng ngày, và chắc chắn có nam giới trong buổi sinh hoạt chung này qua sự xáo trộn vật dụng đặt để thiếu ngăn nắp. Từ cái bọc ni lông có vẻ treo lủng bay lủng lẳng và những yếu tố khác cho chúng ta thấy rằng đây có thể nói không chỉ đơn thuần là chuyện giận hờn nhau, một người nằm giường một người bỏ ra cầu thang uống trà, hay là câu chuyện của một người phụ nữ đang rửa soạn ở bên bếp, một người ngồi ngay cầu thang để cùng trò chuyện. Và điều đáng lưu ý đó là cơ quan công an điều tra đã không khám nghiệm trên lầu, tức là đã bỏ qua hiện trường nơi Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị My Son thường ngủ. Và chúng ta cũng cần biết được rằng thiếu một đôi giày ở tầng trệt hiện trường, và liệu lầu 1 có là nơi ngủ nghỉ, có quần áo giày dép hay không, dấu vân tay trên chén đĩa khay có lấy được không và là của ai. Cũng có thể chúng ta tưởng tượng đến một câu chuyện rằng ngay tại chân cầu thang đó Nguyễn Thị Ánh Hồng đang ở trong bếp dọn dẹp, còn người đó đang ngồi nói chuyện. Và chúng ta cũng cần có thể nói rằng biết đâu người đàn ông đó đã uống rượu trước khi đến bưu điện Cầu Voi và giờ đây ngồi uống ăn giã rượu. Hoặc ngược lại, có người nhận định rằng đây là khay hấp, khả năng trong khay là ngọc kê hấp hành, hung thủ đang uống rượu đế và cái túi ni lông đựng rượu mua ở ngoài quán lề đường, có cái gì thì đựng vào đó để đưa về, và hung thủ ngồi ở bậc cầu thang cùng với ly rượu, khay ngọc kê để phía sau bên trên một chút cho khỏi bị bụi lên, nên phải kéo về trước mép cho dễ lấy. Dù những dấu vết hiện trường bị bỏ qua và gần như chúng ta có thể khó lòng kiểm chứng được những nhận định này, tuy nhiên chúng ta có thể biết được rằng một cách chắc chắn có dấu vân tay của những người liên quan ngay trên tách, trên ly, trên khay, bởi vì chẳng dễ gì uống mà không cần phải dùng tay, đó là ma quái chứ chẳng phải là người. Anh Nguyễn Văn Thu là dân phòng chốt ngay tại bưu điện Cầu Voi đã nhìn thấy ánh đèn sáng lúc gần khoảng 21:30 cho tới 22 giờ. Và cũng cần một điều được rằng dường như đã có người nghe được tiếng hét ở thời điểm nào đó. Tôi cũng đang tưởng tượng về khả năng rằng
dường như câu chuyện giữa Hồng và Vân có thể là về lý do hỏi tại sao thế này thế kia trong mối quan hệ tình cảm, và đó có thể là Nguyễn Văn Nghị hoặc Nguyễn Mi Son, và có thể sau đó nổi điên cơn ghen lên, thế nên mới ra tay hành động, vì có lẽ có những lời lẽ không được ưng ý. Nhưng tôi tin rằng có thể là một người chưa được thỏa mãn hoặc là ghen tình, vì thế nên áo và ngực của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng mới bị vén lộ lên. Đó có thể là một hình thức căm giận của người này, hoặc đang cố tình quan hệ với người này nhưng không được. Tất cả đang chờ cơ quan điều tra giải đáp. Chỉ có điều chúng ta nhận thấy rằng với những dấu vết như khay ly và những dấu vân tay đi lên cầu thang thì dường như cơ quan điều tra lại không chú ý. Qua mô tả tại hiện trường, chúng ta có thể thấy rằng từ vết thương trên vùng đầu, vùng trán và mặt cầm cổ của nạn nhân, những vụn cụ rơi vãi ở khu vực bên phải của chị Hồng có thể hình dung lại diễn biến như sau. Khi chị Hồng đứng quay mặt vào bàn bếp, bất ngờ hung thủ chắc chắn là cao hơn nạn nhân, dùng tay trái cầm vật cứng có mặt phẳng rộng và trơn nhẵn, khả năng lớn nhất là cái thớt, đánh một cái như trời giáng từ phía sau vào đỉnh đầu, gây dập da đầu vùng đỉnh khoảng 0,6 đến 0,5 cm, làm nạn nhân té sấp vào khu bàn bếp, làm nhiều đồ dùng trên bàn rơi xuống. Tiếp theo hắn giáng cho nạn nhân một cái khủng khiếp nữa vào thái dương đỉnh trái, gây tụ máu thái dương đỉnh trái 10 cho đến 0,8 cm, làm chị Nguyễn Thị Thu Hồng ngã ngửa sang bên phải của cái bàn. Chứng minh cho cú ngã này là nhiều dụng cụ trên đó rơi xuống, trong đó quan trọng nhất là bếp dầu, và các vết thương ở cạnh khóe mắt trái gây rách da 1,5 đến 0,5 cm, rách da cạnh lông mày trái 2,5 đến 0,5 cm, và nhiều vết thương không rõ hình dạng ở vùng dưới cằm trái nạn nhân. Kế đến hung thủ lấy con dao sắc nhọn, tôi cho rằng loại dao Thái Lan, và ngồi lên người để cắt cổ chị Hồng. Nhưng chị Hồng chưa kịp bất tỉnh và đồng thời chưa hoàn toàn gọi là đi vào trạng thái hôn mê, thế nên đã cố gắng chống cự lại. Và vì thế nên chúng ta có thể nói được rằng tại sao anh Nguyễn Văn Thu lại nghe được tiếng kêu, bởi vì thời điểm đó có thể chị Nguyễn Thị Ánh Hồng đã cố gắng để kêu la nhưng không rõ, và có lẽ chị có gượng bật dậy nên con dao trên tay hắn gây ra hai vết thương vùng lông mày trái rách sắc nhọn khoảng 0,3 đến 0,1 cm, và dưới cằm trái vết da rách sắc nhọn khoảng 2,5 đến 0,1 cm. Lúc này hung thủ lập tức dùng tay bịt chặt mũi miệng nạn nhân có vết thương làm dập môi trên, và cầm cái thớt bằng tay trái tiếp tục đánh vào vùng trán và vùng đỉnh phải của chị Hồng. Do tư thế đánh không thuận lợi, lực đánh nhẹ hơn nên chỉ gây tụ máu ở vùng đỉnh phải là 4,5 đến 0,3 cm, tụ máu vùng trán 6 đến 4 cm, nhằm đảm bảo nạn nhân không thể kêu la. Tay phải hắn vẫn bịt miệng, bịt mũi. Sau cùng hắn cầm dao bằng tay trái cắt cổ nạn nhân. Vì vậy vết thương trên cổ của chị Hồng có hướng từ trái sang phải, tính theo cơ thể của nạn nhân. Từ sự giải thích này cho chúng ta suy đoán hung thủ thuận tay trái. Cũng cần phải nhắc lại rằng luật sư Trần Hồng Phong trong biên bản mới đây nhất gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, gửi cho Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan khác đã nêu nghi vấn về việc Hồ Duy Hải thuận tay phải, tại sao vết cắt theo thực nghiệm từ hiện trường lại đến từ phía bên trái và đối với người thuận tay trái. Và bởi vì Hồ Duy Hải không phải là người thường xuyên đến bưu cục cầu vơi, vì vậy nên có lẽ việc rành rẽ ngôi nhà này không phải là điều mà Hồ Duy Hải có thể làm, và đặc biệt là có sự thân quen với hai người là Hồng và Vân. Nếu lấy giả thiết là hung thủ đang ngồi ăn trái cây uống nước và sau đó bắt đầu ra tay, thì chúng ta thấy rằng nó phù hợp với kết luận của cơ quan điều tra là đã chưa xảy ra một vụ hiếp dâm. Bởi vì theo như lời khai của cơ quan điều tra thì Hải đã cố tình hiếp dâm nhưng bị Hồng đạp ra và văng ra. Nhưng cũng ở lời khai khác, Hồ Duy Hải khai rằng đã quan hệ tình dục với Nguyễn Thị Ánh Hồng, nhưng sau đó khi xuất tinh thì lại rút ra. Dù sao đi nữa thì điều đó không hề phù hợp với tâm lý tội phạm. Tuy nhiên chúng ta có thể nói rằng, dường như Nguyễn Thị Ánh Hồng chưa bị hiếp dâm. Điều đó để lý giải cho rằng, tại sao cơ quan điều tra không khởi tố Hồ Duy Hải vụ hiếp dâm, cho dù phía này nói rằng Hồ Duy Hải hiếp dâm nhưng chưa thành. Tuy nhiên đây chính là động cơ của vụ việc, tại sao nó lại không được đưa vào hồ sơ của vụ án. Và bởi vì dường như tinh dịch chất nhầy gì đó ở hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải và là của một người khác, hẳn cũng có thể là người này với Nguyễn Thị Ánh Hồng đã có một mối quan hệ tình cảm.
hoặc đã quan hệ với nhau nhưng đó không phải là của Hồ Duy Hải. Rất khó lòng để giải thích chi tiết tại sao áo và áo ngực của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng lại bị kéo lên trên. Nhìn đi nhìn lại bản án tử thì tôi phát hiện ra rằng áo của chị Hồng không phải bị vén đùn lên mà là bị cuốn lên. Nếu hung thủ có hành vi sàm sỡ thì có lẽ hắn sẽ không cuốn lên cẩn thận như thế. Về việc trong âm đạo của chị Hồng có tiết dịch nhầy thì sao? Và vấn đề này, nếu hỏi bác sĩ pháp y thì câu trả lời nó sẽ như thế nào? Tuy nhiên theo tôi, sự hiểu biết hạn hẹp của riêng bản thân mình thì khi nạn nhân bị chết ngạt trên cạn thì đàn ông có thể xuất tinh trùng, còn phụ nữ có lẽ cũng có thể xuất chất dịch. Vì trong một số trường hợp khi bị bịt mũi, bịt miệng rất mạnh thì hành vi này của hắn chắc chắn có thể gây ra tình trạng nạn nhân bị ngạt và từ đó tạo ra hiện tượng như vậy cũng là hợp lý. Và rồi chúng ta đi đến một cái nhìn khác. Có thể hung thủ đã cố gắng tạo ra một hiện trường giả để củng cố cho cách thức và nhằm đánh lạc hướng điều tra. Bởi vì từ vết máu và cái thớt con dao, những nơi dính dấu chân máu và cơm khô trên nệm ghế, từ tư thế nằm của hai nạn nhân và vị trí cái ghế cái thớt nằm ở gần đầu chị Hồng, tôi nghĩ hung thủ đã đứng một chân trên nệm và chân phải đứng trên cái thớt để cuốn áo chị Hồng lên. Tư thế này của hắn sẽ hạn chế giày hắn không dẫm lên vũng máu. Và điều này cũng sẽ lý giải hợp lý cho hình ảnh trên cái thớt có dính máu. Theo nguyên tắc vật lý thì máu không thể chảy lên cái thớt dày 0,4cm được. Và chỉ trừ có bộ phận nào đó của cơ thể hung thủ hoặc sàn chân, bàn chân dính máu dẫm lên. Còn nếu cái thớt úp xuống vũng máu, sau đó người lật trở lại thì máu phải dính cả mặt thớt chứ không phải chỉ dính một góc như vậy. Và rõ ràng có rất nhiều những nghi vấn, có rất nhiều những điều chúng ta cần phải suy nghĩ xung quanh vụ việc này. Vô TV sẽ quay trở lại để gửi tới quý khán thính giả những bí ẩn của vụ án Hồ Duy Hải tại bưu điện Cầu Voi. Hy vọng và mong rằng linh hồn của hai cô gái là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân cũng như những người liên quan trong vụ việc và bản chất những sự thật liên quan tới vụ án này sẽ dần được khai mở. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình lần sau.